Đừng quên nhé. Vâng. Dành lại đến chơi nhé. Vâng. Đi cẩn thận đấy. Mãn Mãn, mình đi ngủ thôi. Mẹ Hạ Băng, hội trưởng Hạ về rồi à? Về rồi. Mẹ Hạ Băng, tôi muốn bàn với bà một chuyện. Tôi biết bà muốn nói gì. Mai là Mãn Mãn đầy tháng, tôi đã tính rồi. Tôi sẽ bế Mãn Mãn đi chơi cầu bà ngoại, đúng không? Sao lại cầu bà ngoại? Bên nhà tôi, khi trẻ đầy tháng, bà ngoại sẽ bế cháu đi qua ba chiếc cầu. Sau này cháu sẽ gan dạ. Con gái cần gì gan dạ đến thế? Hạ Băng hồi nhỏ cũng thế à? Tất nhiên rồi. Hồi ấy mẹ tôi không tìm được ba cây cầu, chỉ thấy một. Thế là bà đi qua cây cầu đó ba lần, coi như là ba cây cầu. May mà mới đi một cầu, mà đã như ngày hôm nay. Nếu đi qua ba cầu thì... Bà có ý gì vậy? Mẹ Hạ Băng, mấy quy tắc ấy bên nhà bà làm theo, nhưng bên tôi không nhất thiết. Tôi định bàn với bà chuyện khác cơ. Mấy hôm nay... Bà thông gia, bà yên tâm. Tôi không đi xa đâu, cũng không ở ngoài lâu đâu. Tôi đã nhờ bạn tôi rồi, họ sẽ lái xe đón bà cháu tôi. Chúng tôi qua cầu bà ngoại, ăn bữa cơm xong là sẽ về ngay. Bà đã hẹn với bạn bà rồi ư? Lại còn đi ăn cơm nữa à? Bên ngoài không khí ô nhiễm, trẻ nhỏ thế, làm sao ra ngoài được? Không khí ở nhà hàng đó... Vậy chúng tôi ở ngoài ăn quán vỉa hè được không? Thế lại càng không được, cháu còn bé quá, chỗ ấy đông đúc, nhộn nhạo, nhỡ bị người ta bế đi cũng chẳng biết. Sao mà không được? Nói như bà thế thì chủ quán ăn ngoài trời người ta không sinh con à? Người ta vẫn nuôi con tốt đấy thôi. Thôi, cứ thế nhá. Mai tôi đưa cháu đi rồi đưa cháu về cẩn thận. Bà nội trí thức nhưng mà nhát gan lắm. Sống là phải như tôi đây này. Vui vẻ, sôi nổi. Bà yên tâm. Mẹ Hạ Băng à, không như bà nói được đâu. Làm lễ đầy tháng sao lại ăn ở quán vỉa hè? Người ta mà biết được con cháu gia đình chúng tôi đây mà lại đi làm tiệc đầy tháng như thế, người ta cười cho thối mũi. Bà chưa ăn quán vỉa hè bao giờ à? Lại còn gia đình chúng tôi đây. Mẹ Hạ Băng, chuyện làm tiệc đầy tháng cho Mãn Mãn, tôi và Nguyên Bảo đã bàn bạc, sắp xếp cả rồi. Bà yên tâm, mai bà đừng đưa cháu đi được không? Mai chắc chắn không được. Dự báo thời tiết có mưa đấy. Bà xem đi. Dự báo thời tiết. Thấy chưa? Bà thông gia, vậy bạn bè tôi làm sao gặp được cháu? Còn nhiều thời gian mà. Mai thì không được. Thực sự là không được. Mai không được. Mãn Mãn vào phòng nhé. Sao giờ mới về? Thế nào? Tim thai của con có tốt không? Bình thường. Còn 2 ngày nữa là con được 36 tuần rồi. Như bác sĩ nói là có thể sinh bất cứ lúc nào. Thời điểm quan trọng, anh cảnh giác một chút. Sao ăn uống nhiều thế? Người toan mùi rượu. Uống nhiều hơn có một chai. Mau lên. Hồi quá, đi tắm rửa đi rồi đi ngủ. Đi đi. Đi đi mà. Bố đi tắm nhé. Lạc Thiên, dậy đi. Mây, Julie.
Sao vậy? Tim thai không bình thường, nhanh quá. Thưa bà, có cần gọi xe cấp cứu không? Gọi đi ngay lập tức. Dậy đi, dậy đi. Em có cần nghe lại không? Đừng giống lần trước sợ hú hồn. Không đâu, anh dậy ngay cho em. Thế nào? Cho tôi nhờ. Tim thai 190, thông báo cho bệnh viện tiến hành mổ gấp. Rõ. Cái gì? Mổ bây giờ ư? Đúng. Mổ ngay à? Đúng. 190 là như thế nào? Anh im đi. Lúc nãy anh còn không tin phán đoán của em. Xin lỗi anh sai rồi. Mây, tìm điện thoại cho tôi. Gọi video call cho bác sĩ Han người Mỹ. Đừng vội mà, anh tìm cho. Đây. Bác sĩ, anh ở đâu vậy? Anh về Miami rồi à? Tôi đang nghỉ phép, khi nào con chị ra đời cho sang đây chơi. Bác sĩ, tôi gặp tình trạng khẩn cấp. Tim thai 190 rồi, họ đang bảo tôi phải mổ ngay lập tức. Thế à, gọi cấp cứu chưa? Tôi đang trên xe cấp cứu rồi. Nhưng anh không ở đây thì ca mổ của tôi phải làm sao? Đành phải nhờ bác sĩ khác thôi. Anh có thể giữ video call liên tục không? Tôi không tin tưởng bác sĩ khác. Bác sĩ à, tôi đang đi nghỉ. Tôi sẽ trả chi phí ngoài cho anh. Tôi đã hẹn với anh đúng thời điểm quan trọng. Anh không thể đi như thế được. Làm ơn đi. Đây không phải là vấn đề tiền. Bây giờ tôi không thể làm việc được vì đang trong kỳ nghỉ. Tôi không thể giúp chị. Bố, con muốn đi bơi cùng bố. Đợi một chút nhé. Tôi phải đi bơi cùng con trai rồi. Đợi đã bác sĩ. Bây giờ, anh có thể tìm cho tôi một bác sĩ ở Thượng Hải không? Bác sĩ Mỹ. Chị phải tin các bác sĩ Trung Quốc. Bác sĩ sản khoa Trung Quốc là những người giỏi hàng đầu thế giới đấy. Hãy tin họ đi. Chúc chị may mắn. Bác sĩ. Bây giờ em tìm ai? Đừng lo, đừng lo. Em tìm bác sĩ nào bây giờ? Được rồi, đừng lo mà. Đo lại giúp tôi xem sao. Đừng có căng thẳng. Hạ Băng gọi lại này. Hạ Băng à, tôi đang gặp chuyện. Tim thai của đứa bé lên tới 190. Bác sĩ người Mỹ của tôi lại không ở đây. Anh ta đi nghỉ rồi. Lần này tôi xong rồi. Không, không sao, đừng. Cô đo lại cho tôi chưa? Alo Hạ Băng, xin lỗi nhé, muộn thế còn làm phiền. Giờ chúng ta đến bệnh viện nào? Bệnh viện gần nhất. Bệnh viện nào gần nhất? Lát tôi gọi lại cho cô nhé. Anh ơi, giờ bệnh viện nào gần nhất? Anh cũng không biết. Đây là đâu? Đây là bệnh viện gần nhất. Vì sự an toàn của đứa bé, phải mời bác sĩ xử lý ngay lập tức. Không được. Bệnh viện này kém quá. Tôi không thể sinh con ở đây. Anh tìm cho em. Mau tra ra bệnh viện tốt. Rồi gọi bác sĩ ở đó đến đây cũng được. Bao nhiêu tiền cũng được. Thưa bà, tôi tra rồi. Đây là bệnh viện tốt nhất quanh đây. Còn lại toàn bệnh viện tư nhân nhỏ. Những bác sĩ trực ở đó kém lắm. Sao thế được? Thật đấy. Thật đấy mà. Không thể nào. Thật mà, bệnh viện tốt toàn ở trung tâm. Chúng ta sống ở khu biệt thự, không có bệnh viện cấp 3. Em à, vào thôi, đừng làm lỡ thời gian. Lạc Thiên, chỉ tại anh thôi. Nếu anh không dùng rằng mất mấy phút chúng ta đã có thời gian đến bệnh viện tốt hơn. Phải phải, em đừng giận. Không tốt cho thai nhi. Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi có ích gì? Lỡ con có làm sao, xin lỗi có ích không? Không sao đâu. Anh xin lỗi thì em được gì? Anh nghĩ cách đi, Lạc Thiên. Nhanh lên, gọi điện tìm bác sĩ đi. Chào chị, tôi sẽ mổ cho chị, tôi là bác sĩ Cao. Cái gì? Anh là bác sĩ mổ ư? Anh trẻ như thế không xử lý được ca của tôi đâu. Ca của tôi phức tạp lắm, dừng lại. Tôi ban đầu mời bác sĩ người Mỹ Han. Anh người ở đâu? Thưa chị, tôi chỉ biết Tom Han thôi. Tối nay khoa sản chỉ có mình tôi trực. Chị vào tạm đi. Không thể tạm được. Tôi sinh con là việc lớn như thế, sao có thể tạm bợ được. Việc này mà còn qua quýt thì việc gì làm tử tế được nữa. Lạc Thiên, Thượng Hải rộng lớn thế này, sao anh không tìm được một bác sĩ tầm cỡ quốc tế? Anh mau đi tìm đi. Gọi rồi, anh gọi rồi, gọi hết rồi. Chỉ còn thiếu gọi cứu hỏa nữa thôi. Không có cách nào khác đâu. Vào thôi, được không? Em không muốn.
Tổng biên tập, em đến rồi. Hạ Băng, bác sĩ Mỹ, Alex. Chào chị, bác sĩ Mỹ, trung tâm UIC. Bác sĩ Alex sẽ luôn ở đây. Chị yên tâm vào phòng mổ đi. Có chuyện gì anh ấy sẽ ngay lập tức thảo luận với bác sĩ ở đây, đưa ra ý kiến chuyên môn. Cảm ơn. Hạ Băng, cảm ơn cô. Nếu không thì thật là ác mộng. Cố lên, đừng lo, hãy tin vào tôi. Vào đi nào. Hạ Băng, anh ta không phải là bác sĩ Mỹ phải không? Muộn thế này, kiếm đâu ra bác sĩ Mỹ? Thế ở đâu ra đấy? Đầu bếp của nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ trước cổng khu nhà em. Thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ, anh biết chứ? Giỏi quá, giỏi quá. Chiêu này mà cô cũng nghĩ ra được. Xin lỗi, em nghĩ do tâm lý của tổng biên tập. Có thể nhìn thấy một người nước ngoài ở đây, chị ấy sẽ thấy yên tâm hơn. Thế là em kiếm một diễn viên tạm thời đến. Mộc Tử có một nhân viên như cô, tôi thực sự không biết nên mừng hay nên lo nữa. Bây giờ em sẽ đưa anh ta đi, lỡ tổng biên tập ra lại lộ hết cả việc, tôi sẽ không nói ra đâu. Alex, cảm ơn rất nhiều. Không có gì, rất vui được gặp anh. Có cơ hội tôi sẽ đến nhà hàng anh ăn thịt nướng, hay quá, chào mừng anh đến cửa hàng của tôi. Để em ra thanh toán cho anh ấy đã. Đừng đừng, để tôi. Ít thôi mà. Đi thôi Alex. Anh ở lại đây với chị ấy đi. Lát em quay lại. Rất vui được gặp anh. Tạm biệt. Bác sĩ Mỹ. Sinh rồi. Mẹ tròn con vuông chứ. Sản phụ không sao, lát sẽ ra. Em bé non vài ngày nên sẽ đưa vào lồng ấp. Thế là sao? Là phải theo dõi vài ngày, không sao đâu. Cô y tá, phiền cô giúp tôi cảm ơn bác sĩ trẻ vừa rồi. Cảm ơn anh ấy nhé. Vâng, con trai hay con gái vậy? Là một bé trai. Nhờ cô cả đấy, đâu có, em có mổ cho chị ấy đâu. Xin lỗi. Phiền anh một chút nhé. Vậy anh cứ ngồi xuống đi. Anh lấy cho em tấm bình phong. Phòng bệnh có 5 bệnh nhân nên chỉ được một người nhà vào thôi. May đang ở ngoài. Julie về nhà hầm canh cho em. Hạ Băng đang ở dưới với em bé. Hạ Băng vẫn chưa về ư? Cô ấy bảo muốn ở lại thêm với em. Anh hỏi bệnh viện. Họ nói đợt này là mùa sinh. Phòng 4 giường phải chuyển thành 5, nên hiện chưa có phòng riêng cho một người. Nhưng nếu có, họ sẽ dành cho mình ngay. Em yên tâm. Em đặt phòng gia đình ở bệnh viện quốc tế, thế là vô ích rồi. Thật không ngờ. Em tính toán đủ đường. Thôi, đừng tính nữa nhé. Em có tính cũng không bằng con mình tính. Nó muốn ra lúc nào sẽ là lúc ấy. Em có ngăn được không? Bác sĩ Han gọi đấy. Không nghe. Anh ta thật vô dụng. Dù sao, anh ta cũng thiết kế vị trí vết mổ cho em. Anh ta thiết kế thì ích gì? Vết mổ bikini ư? Trong tình trạng cấp cứu thì chỉ có mổ dọc thôi. Dọc thì dọc chứ. Vết mổ ấy xấu lắm. Vết nào, vết nấy, vừa dài, vừa rõ. Đi với cái đường mà anh ta thiết kế thành đúng hình chữ thập. Nhưng dù em có chữ thập hay chữ điền, anh vẫn thích, vẫn yêu em. Chúng ta chẳng giữ được cuống rốn. Giấu bàn tay, bàn chân cũng không. Nhưng may mà con khỏe mạnh.
Bây giờ em chỉ đợi con sớm ra khỏi lồng ấp. Em sẽ được ôm con. Ở phòng bệnh thế này cũng được, vết mổ xấu xí cũng được. Dù em không được tiêm thuốc mê, mổ sống cũng được. Lấy mạng em để giữ mạng con cũng được. Em cũng không kêu đau nửa tiếng. Lạc Thiên, anh nhìn con rồi đúng không? Nhìn rồi. Nó thực sự nhỏ lắm, đáng yêu. Nhỏ tới mức em không dám chạm vào. Lạc Thiên, em phải làm sao? Em cứ khỏe là được. Lúc sinh con gái anh có mặt. Anh từng có kinh nghiệm rồi. Anh cứ tưởng lần này sẽ bình tĩnh lắm. Nhưng không ngờ, phút đầu tiên nhìn con, tim anh cứ đập thình thịch, cảm giác như ngộp thở. Anh phấn khích quá. Sau đó anh... Lúc chưa nhìn nó, anh cứ cố tưởng tượng nó trông như thế nào, nhưng không thể hình dung ra được. Chắc là mỗi lần làm cha, cảm giác đều không giống nhau. Em lần đầu được làm mẹ, cảm giác càng đặc biệt. Em là người mẹ vĩ đại. Nguyên bảo, Mãn Mãn dậy chưa? Sinh rồi, con trai. Em ở đây với chị ấy một lát rồi em về. Anh nói với Mãn Mãn giúp em là mẹ yêu Mãn Mãn. Hạ Băng, tổng biên tập, em đi xem phòng riêng chuẩn bị đến đâu rồi nhé. Phiền cô. Cảm ơn Hạ Băng, không có gì. Kỳ diệu chưa? Anh chụp ảnh con nhé. Kể từ hôm nay, nó chính là tất cả của em. Còn anh là tất cả của chúng ta. Thật đấy, Lạc Thiên, tuy chúng ta lấy nhau đã mấy năm, bây giờ em mới cảm thấy gia đình thực sự hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh rồi. Ngon không? Cuối cùng trong nhà cũng được yên tĩnh. Sao vậy? Khóc rồi à? Không ăn nữa à? Nín đi nào, nín đi. Bố ra rồi. Mẹ con trông thấy người ta sinh con, tình mẫu tử trỗi dậy, gọi điện về bảo bố nói với con rằng mẹ rất yêu con. Mãn Mãn của bà. Bà ngoại nó đâu ạ? Sáng nay dậy mẹ không thấy đâu. Hay là ở không quen nên về rồi? Không đâu. Mãn Mãn, sao thế? Về rồi. Con ra đây ạ. Nguyên Bảo. Vào đây, vào đây, vào đây. Tôi giới thiệu nhé. Đây là con rể của tôi. Chào cháu. Đây là các bạn của mẹ. Có cần thay giày không? Không cần, không cần đâu. Hôm nay phá lệ. Không cần, đâu có đủ dép trong nhà. Vào đây đi, nhanh lên. Bà thông ra, đúng như bà nói, trời mưa. Thế nên tôi nghe bà không đưa Mãn Mãn ra ngoài. Tôi rủ bạn bè tôi đến đây thăm cháu. Đây là thông gia của tôi. Trẻ không?
chào bà. Nào, để tôi cho mọi người xem cháu. Đáng yêu quá. Mọi người ngồi đi, từ từ rồi thăm cháu. Hay các bác ra rửa tay cái đã. Đáng yêu quá. Mũi giống bà ngoại này. Giống tôi à? Mắt thì giống bố, phải giống bố. Chân đã nhún nhún rồi này, giỏi lắm. Bà ngoại này, bao nhiêu bà ngoại lẽ ra định đưa cháu ra ngoài ăn, nhưng trời lại mưa. Tổng biên tập, chị thoải mái không? Phòng này hơi nhỏ, nhưng đây là phòng riêng duy nhất mà họ có thể sắp xếp được. Tốt rồi. Hạ Băng, em mệt lắm phải không? Cả đêm em không ngủ. Vừa ngủ rồi, em ngồi tựa ở ngoài cửa một lúc. Cảm ơn em. Em đã giúp chị khi chị không biết bấu víu vào đâu. Đừng, chị đừng khách sáo như thế. Thực ra em có giúp được gì đâu. Nói thật, trước đây khi em chưa có con, nhìn người khác sinh con, em chẳng có cảm giác gì. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Thấy người khác sinh con, em còn cảm động mãi. Cảm động vì thế giới này có thêm một người mẹ hạnh phúc, có đúng không? Và bớt đi một cô gái vô tâm vô tư. Chào bà. Tổng biên tập, chị uống canh nhiều dầu mỡ thế à? Vâng, tôi cũng khuyên trước tiên nên ăn thanh đạm. Nhưng bà chủ sợ sữa không về đủ, nên cứ muốn tôi hầm canh móng giò. Em chưa bao giờ ăn canh nhiều mỡ thế. Tại sao? Em sợ béo à? Em sợ tổng biên tập chê em béo. Để lát nữa, vâng. Không giấu gì em. Trước khi sinh con, chị thực sự nghĩ rằng việc đầu tiên sau khi sinh là giảm béo, chăm sóc vóc dáng, vì nghề này cần thế mà. Nhưng giờ sinh con rồi, lại không nghĩ như thế nữa. Nhìn con trai bé xíu như thế, lại phải nằm lồng ấp. Chị chỉ muốn mình ăn tốt để có đủ sữa cho con, để nó ăn nhiều, mau lớn. Em nghĩ là thời xưa lúc khó khăn, phụ nữ chẳng được ăn nhiều, ăn tốt như bây giờ, nhưng vẫn nuôi con bằng sữa mẹ. Nên em nghĩ, quan trọng là tâm niệm của mình. Lúc mang thai mình tăng cả chục cân chính là để dùng trong lúc này, cung cấp nhiều nước cho cơ thể để hòa tan hàng chục cân thừa đó như pha sữa bột ấy. Lúc đó em bé được bú no mà mình cũng giảm được béo, thế là vẹn cả đôi đường. Bà chủ, tôi khử trùng rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Bắt đầu làm gì? Đưa sữa về. Tôi làm chuyên nghiệp mà, yên tâm đi. Vậy em đi trước nhé. Mai em đến được không? Chị bảo Julie đi đón. Mai ư? Được, rảnh em sẽ đến. Hạ Băng, cảm ơn em đã làm bạn chị. Chị đừng khách sáo như thế. Cố lên. Biến mỡ thành sữa mẹ. Cố lên. Được. 1, 2, 3. Được rồi. Nữa nào. 1, 2, 3. Được rồi. Mẹ, Hạ Băng về rồi. Cô hứa với các cô đến chơi. Lâu quá không gặp. Người chẳng thay đổi gì cả. Vẫn đẹp như xưa. Đúng thế. Cháu có bí quyết gì vậy? Thời chúng ta sinh con xong thì ăn gì? Bây giờ chúng nó có ăn gì nào? Đương nhiên là giữ dáng đẹp rồi. Đúng thật. Cháu giảm béo chuyên sâu à? Không ạ. Mời các cô ngồi. Mẹ anh đâu? Giận à? Nhà chưa bao giờ đông người thế. Tính mẹ lại sạch sẽ quá, chắc chắn suy sụp rồi. Thế phải làm thế nào? Hạ Băng, ra chụp chung kiểu ảnh đi. Để con chụp cho. Chụp ảnh tập thể, để con chụp. Đây, Nguyên Bảo. Nên đứng chỗ nào nhỉ? Đứng bên này. Bên này ạ, có nhiều tranh đẹp. Nguyên Bảo, chụp đi. Hạ Băng, ngẩng đầu lên nào. Mẹ ơi, sao mặt con bé nóng thế?
Nóng à? Hay mặc nhiều quá? Chớ sữa rồi đây này. Con bé sốt rồi. Không thể nào. Con bé làm sao? Hình như là sốt rồi. Bà nội ra đây rồi. Bảo à, Mạn Mạn sốt rồi. Chắc vừa rồi đông người quá nên bị nóng. Hay mở cửa sổ ra cho thoáng nhé. Không được, không được đâu ạ. Đi bệnh viện. Để con đi lấy ví. Vừa rồi vẫn bình thường mà. Xin lỗi, nhà cháu phải đi viện. Các cô về nhé. Được, được, được. Có dịp lại đến chơi nhé. Xin lỗi, xin lỗi. Cảm ơn các cô. Các cô còn tặng nhiều quà quá. Cảm ơn ạ. Hạ Băng, cùng đi nhé. Con có chìa khóa không? Không cần, không cần đâu. Hay mẹ về trước đi. Có gì con gọi điện cho. Không được. Mẹ phải xem bác sĩ nói thế nào. Còn nói gì nữa. Hôm nay tiếp xúc đông người quá, bị nhiễm vi khuẩn rồi. Trẻ con sau này đều phải tiếp xúc với người ngoài chứ. Cứ ở trong phòng sạch vô trùng, sau này lấy đâu ra sức đề kháng. Nó mới một tháng. Hôm nay bao nhiêu người đến, không ai rửa tay đã sờ mó ôm ấp nó. Tôi nói hơi khó nghe, nhưng sau này không được thế nữa. Thôi được. Dù vô tình trùng hợp hay bị truyền nhiễm, tôi cũng như bà đều yêu thương cháu. Sau này tôi sẽ chăm sóc cháu cẩn thận. Mấy ngày này tôi sẽ không ăn không ngủ để chăm sóc nó. Mẹ Nguyên Bảo, cô đến đấy à? Mẹ Hạ Băng, bà cũng ở đây à? Hay quá, bà không được chăm sóc Mãn Mãn. Tại sao? Sao mẹ cháu lại không được chăm sóc? Sao vậy? Có điều này tôi không biết có nên nói không. Nhưng không nói thì không tốt cho Mãn Mãn. Cô nói đi, tốt cho Mãn Mãn là quan trọng nhất. Vậy tôi nói nhé, trẻ con mới sinh trong vài tháng đầu được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ. Sữa mẹ rất tốt nên không thể bị ốm. Cô vừa gọi điện, mẹ cháu bảo Mãn Mãn bị sốt. Cô thấy lạ nên đi hỏi thầy, nhờ thầy bói cho một quẻ. Thầy bảo sao? Cháu tưởng là gì, hóa ra là mê tín. Không, không phải mê tín đâu, thật đấy. Thầy bảo nhà cháu có người khác với Mãn Mãn. Ai vậy? Còn ai nữa là cháu chứ gì? Không phải cháu, mà là người tuổi hổ. Cháu tuổi hổ, sao nào? Hạ Băng, biết nói với cháu thế nào nhỉ? Dần, trong các con giáp là đại diện hổ, ý là trường sinh. Trong bát quái, quẻ khôn là chỉ người mẹ. Trong nhà cháu, phương vị quẻ khôn có vấn đề. Nói cách khác là người mẹ tuổi hổ. Cô nói vớ vẩn gì thế? Bà bảo tôi à? Bà không nói năng linh tinh, bà khó chịu phải không? Mệnh của tôi sao bà biết? Không không, mẹ Hạ Băng, làm cái gì vậy? Ban đầu tôi cũng không tin. Nhưng có chuyện này, ông thầy của tôi hồi trước từng bảo, mệnh của Tiên Tiên và chồng tôi xung khắc, tôi không tin. Đến khi ông nhà tôi mất rồi, tôi mới thấy đúng. Những chuyện mê tín như thế cô đừng nói ở đây, chẳng ai tin đâu. Hạ Băng, mấy chuyện này mẹ cũng không tin. Nhưng chúng ta không thể đem tính mạng Mãn Mãn ra cá cược được. Mẹ Nguyên Bảo, bà nói thế là có ý gì? Ý tôi là mấy ngày này bà cứ tạm về nhà nghỉ ngơi đi. Khi nào Mãn Mãn khỏi ốm, bà lại sang. Dù sao, chuyện này có thật hay không, sẽ biết ngay thôi mà. Đến lượt mình rồi, mẹ cầm cái này đi, nào. Cẩn thận đấy. Cô Lý, cô đợi nhé. Mẹ, vào cùng con đi, xem bác sĩ nói thế nào. Thôi, mẹ không vào. Sao lại không vào? Đã có nhiều người thế còn gì, mẹ không vào nữa. Bà ngoại của Mãn Mãn sao có thể không vào? Đi, mẹ không vào đâu, nhiều người rồi, con mong vào đi. Mẹ tin lời cái bà họ Lý đấy thật à? Mẹ không tin. Bà ta điên rồi, chỉ nói vớ vẩn thôi. Không, mẹ về đã nhé. Mẹ phải giải thích với các bà bạn. Mẹ về đây, con vào đi. Giải thích cái gì? Mẹ à? Mẹ... Mẹ, mẹ tin lời bà Lý ấy thật à? Bà ta chỉ chọc ngoáy làm loạn thôi, mẹ đừng để ý. Mẹ biết. Nhưng vì liên quan đến sức khỏe của cháu mẹ, mẹ thà tin vậy. Hơn 20 năm nay, mẹ lúc nào cũng sợ con và bố con có chuyện gì.
Giờ có thêm Mãn Mãn, mẹ có thêm một người thân. Nhưng mẹ đi như thế một mình đau, bao nhiêu người đắc ý. Chỉ cần Mãn Mãn khỏe, cứ cho họ đắc ý đi. Đến rồi, mẹ xuống đây. Con mau lên đi, Mãn Mãn còn ở trên mà. Mẹ, mẹ à. Hạ Băng, mẹ cháu về rồi à? Tốt quá. Nếu cô dám nói thêm một câu mẹ tôi khắc Mãn Mãn, thì dù cô là người lớn, tôi cũng bất chấp. Tôi sẽ đánh cho rơi răng đấy, nghe rõ chưa? Hạ Băng, cháu đừng tức giận. Chuyện cô nói là thật. Nếu có gì không đúng, cháu muốn làm gì cũng được. Cô vẫn dám nói hả? Hạ Băng, Hạ Băng, làm gì đấy? Hạ Băng, bỏ tay ra. Làm gì đấy? Em điên à? Cô ta mới điên đấy. Có ai lại chơi trò ly gián như cô ta không? Dám bảo mẹ em khắc Mãn Mãn. Khắc thế nào? Cô nói xem. Cô Lý, cô đừng nói linh tinh thế. Nguyên bảo cô không nói linh tinh. Thầy bói của cô nói thế thật luôn đấy. Cô còn dám nói phải không? Thôi thôi Hạ Băng, đây là bệnh viện. Muốn gây chuyện thì về nhà. Cô Lý có ý tốt nói với chúng ta. Có bảo là phải tin đâu. Mọi người đương nhiên là được chút giận rồi. Thực ra mọi người không ưa chuyện mẹ tôi ở nhà các người. Không ưa thì nói ra. Việc gì phải dùng thủ đoạn ấy? Ai dùng thủ đoạn chứ? Phải, anh không nói, mẹ anh cũng không nói. Phải, mẹ anh là con trai ngoan, lúc này phải bênh mẹ chứ. Chuyện gì ra chuyện nấy chứ? Bao nhiêu người đang nhìn kìa, không hay đâu. Anh tránh ra đi, em phải nói với bà ta. Bà ra đây. Thôi, Mãn Mãn còn đang ốm à? Đi thôi, chúng ta về nhà. Nói điên rồi, về nhà, về nhà. Đưa con cho em đưa con về nhà. Ừ, giờ thì chúng ta về nhà mà. Về nhà bà ngoại nó đang đợi nó. Hạ Băng, con nghe đây. Một là con về nhà cùng mọi người, hai là con đi an ủi mẹ con đi. Em là mẹ, em thương con em, nhưng em cũng là con, em thương mẹ em chứ. Nói ra những lời như thế, mẹ em không buồn à? Em phải về chăm sóc mẹ em. Về thôi, anh đưa em về, đi nào, anh về đi. Anh hãy chăm sóc Mãn Mãn. Gì vậy, anh về đi. Nào, mọi người đi khám đi. Ai làm việc người nấy đi. Sao con lại về đây? Con về thăm mẹ. Thế Nguyên Bảo đâu? Anh ấy về với mẹ anh ấy rồi. Sao con không về đi? Mãn Mãn còn đang ốm. Con về thăm mẹ. Mẹ đang tức giận mà. Mẹ đâu có dễ tức giận như thế. Cho dù có giận, mẹ cũng phải đợi Mãn Mãn khỏi ốm rồi tính sổ với mụ họ Lý đó. Thôi, con mau về đi. Có chuyện gì nói sau. Con ở với mẹ một lúc không được à? Thế mẹ gọi cho Nguyên Bảo, bảo nó đến đón con. Mẹ đừng gọi. Mẹ để con ở đây với mẹ. Lát nữa Nguyên Bảo sẽ gọi điện cho con đón con về. Nó nói thế à? Vâng. Bố con đâu? Mẹ nói với bố rồi à? Mẹ nói sơ qua. Không chỉ có thế phải không? Chửi mụ họ Lý kia một trận. Còn gì nữa? Còn chuyện mấy hôm nay, mẹ chợt nhận ra. Mẹ thằng Bảo nói năng nhỏ nhẹ nhưng sâu cay. Cùng với mụ họ Lý kia, kẻ sướng người họa, phối hợp với nhau. Người ta tỏ rõ thái độ không ưa con. Mẹ bảo với bố con, sau này con sẽ phải chịu khổ mất thôi. Mẹ, mẹ nói thế, bố con chẳng sợ phát khóc lên ư? Mẹ không nhịn được. Mẹ chỉ nói có một tí, tự bố con cứ gợi ra hỏi thêm. Bố, chuyện không nghiêm trọng như mẹ con nói đâu. Đàn ông ai lại dễ khóc như thế? Con không hiểu, khóc cũng giúp giải tỏa đấy. Bố cứ nghĩ đến chuyện mẹ con nói, con sống ở nhà chồng phải nhịn nhục, là toàn bộ hình ảnh lại hiện ra trước mắt. Nếu ngày nào cũng ức chế như vậy, sớm muộn cũng sinh bệnh nặng thôi. Chỉ tại ông ấy, lúc đầu mê cái ghế massage, cái chậu ngâm chân, thế là đồng ý gả con gái cho nó. Giờ sáng mắt rồi chứ. Họ tưởng mình dễ bắt nạt đấy.
Không phải vì những thứ ấy, mà là nhận thức về lối sống. Thôi thôi thôi, tôi không hiểu. Hạ Băng, Nguyên Bảo nói lát đến đón con đúng không? Vâng, được. Nó đến, mẹ sẽ yêu cầu nó tỏ rõ thái độ. Nó đứng về phía con hay mẹ nó? Hơn nữa, mẹ còn bắt nó thề độc. Nếu không, mẹ sẽ ngay lập tức cho người đến đón cháu về đây, cho nó cứ việc ở với mẹ nó. Này này, trong ấy toàn đồ bừa bộn lắm. Con ngồi một chút rồi ra. Nhóc con, ăn không ăn, đáng ghét quá. Bảo à, Mãn Mãn khóc nửa tiếng rồi, làm sao đây? Nó hết sốt rồi, sao vẫn khóc nhỉ? Chắc là nó đói rồi. Nhưng Hạ Băng chưa về, con biết làm thế nào? Mãn Mãn. Mãn Mãn, làm sao đây? Làm sao bây giờ? Lúc nó mới đến nhà chị, tôi đã nhìn ra nó không tốt. Ngày đầu tiên đánh mẹ cháu, hôm nay đánh cô. Mục tiêu tiếp theo là gì? Không ai biết nữa, cô Lý. Cô không có nhà ạ. Cô về nhà nghỉ đi được không? Con gái cháu nằm trong kia khóc nửa tiếng. Cô cũng ngồi đây nói nửa tiếng rồi. Cô nói với ai ạ? Phòng này có ai đâu? Cô nói với bố cháu à? Cô là người mà đặt vào chỗ nào cũng có thể nói cả năm. Không ai nghe, cô không thấy cô đơn à? Phải, cô định làm gì? Làm gì à? Hôm nay cô phải ngồi đây đợi Hạ Băng về. Cô đợi cô ấy về làm gì? Cãi nhau tiếp à? Cô phải hỏi rõ sao hôm nay nó đối xử với cô như thế. Tại sao cô ấy lại đối xử với cô như thế? Cô không rõ sao? Nguyên Bảo, tự cô nói cái gì mà cô không biết à? Nguyên Bảo có trở chứng giám. Hôm nay cô chỉ vì Mãn Mãn. Lúc đi xem thầy cô đã hỏi mẹ cháu. Cháu không cần cô lo cho Mãn Mãn nữa. Cô bảo, có câu này không biết nên nói hay không. Mẹ cháu bảo chỉ cần tốt cho Mãn Mãn cứ nói ra. Mẹ cháu có biết cô định nói những thứ mê tín như thế không? Thầy của cô, cháu không quan tâm đại sư của cô. Cô Lý, cô đừng nói nữa. Chuyện hôm nay cô không sai, cô có lòng tốt. Lòng tốt gì chứ mẹ? Không bị sao chứ? Cô Lý, chuyện nhà cháu đâu cần cô xen vào như thế. Cô với mẹ cháu quan hệ thế nào cháu có biết không? Cháu không quan tâm chuyện đó, nhưng cô có thân với Hạ Băng không? Có thân với mẹ cô ấy không? Bảo, con có còn biết tôn trọng người lớn không? Mẹ, dù là người lớn, nhưng cô ấy nói mẹ Hạ Băng như thế. Nếu có ai nói mẹ như thế, con cũng điên lên, cũng động tay, động chân. Thế cháu cũng định đánh cô à? Cháu không nói thế. Con quên hôm nay là ngày gì à? Hôm nay là đầy tháng con gái con, là ngày quan trọng đầu tiên kể từ khi nó chào đời. Nhưng con xem mấy hôm nay, mẹ vợ con biến nhà mình thành cái gì? Hôm nay còn lôi đến một đám bạn ô hợp, hết sở lại mó, không chịu rửa tay. Hôm nay, Mãn Mãn bị ốm sốt cao, là do họ chuyển vi khuẩn sang. Chuyện này không trách được cô Lý. Xin lỗi cô. Con đi đón Hạ Băng về. Nguyên Bảo, không kịp đâu. Bây giờ cháu đến nhà mẹ vợ, cả đi cả về mất một tiếng. Cô dám chắc cháu chưa về tới nơi con gái cháu đã chết đói rồi. Cô bảo cháu phải làm sao? Cháu có sữa không? Cháu không có sữa, nhưng cháu có sữa bột. Cháu có thể cho nó ăn sữa bột. Sữa mẹ tốt hơn sữa bột chứ? Sữa bột tốt hơn sữa mẹ. Sữa bột có đủ các chất mà trẻ con cần, kali, natri, magie, sắt, cái gì cũng có. Nhưng con cháu chưa ăn sữa bột bao giờ. Nó chưa bao giờ ăn thì bây giờ không có sữa thì tạm thời cứ cho nó ăn. Nếu nó không thích thì sao? Nó chưa ăn thì làm sao cháu biết nó không thích? Sữa bột bây giờ có đủ vị. Không sao, không sao.
mọi người muốn cho nó ăn gì thì cho, sữa bột cũng được. Con đi gọi Hạ Băng. Bảo à, có câu này con hãy nhắn với nó. Thứ nhất, nhà không phải quán trọ, mà muốn về thì về, muốn đi thì đi. Thứ hai, đã làm mẹ rồi, dù vì lý do gì cũng không được để mặc con mình. Con biết rồi. Mau đi đi. Cháu đi đây cô Lý. Đi đi. Pha như thế nào? Pha sữa đi, pha đi. Đã mấy giờ rồi? Hạ Băng. Hạ Băng, nó bảo đến đón con đúng không? Thế nó đâu rồi? Hạ Băng, con về đi. Người lớn cãi nhau thì kệ, không thể để trẻ con đói được. Nó còn đang bị ốm nữa. Hay để mẹ đưa con về? Không được, mẹ đi không tiện. Hay để bố con đưa con về nhé. Bà ta không thể nói bố con cũng xung khắc với Mãn Mãn, đúng không?